Mới đây, thông tin cô Đồng Trương Hương nổi tiếng với màn bổ cao xem vận mệnh gắn liền với câu nói viral đúng nhận sai cãi, bị công an bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, dư luận cũng thi nhau đảo lại những thông tin xoay quanh cuộc sống về cô Đồng này. Được biết trước đó, hàng xóm sống quanh nhà đối tượng này tiết lộ, cô Đồng Hương từ khi về khu vực này sinh sống, liên tục gõ mõ hầu đồng vào ban đêm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ của các gia đình khác. Chiều ngày 4 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương 37 tuổi để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Bị can Trương Thị Hương vừa qua nổi tiếng trên mạng xã hội với việc bổ cao xem bói và câu nói đúng nhận sai cãi. Theo như cô đồng này nói, thì cô ta không chỉ nói chuyện được với người dương mà còn nói được cả với người âm, có khả năng xem được những điều xảy ra trong tương lai, giải hạn cầu siêu. Chưa biết tình đúng sai về khả năng của cô đồng, thế nhưng với cách nói chuyện được đánh giá là khá lôi cuốn, cầu tử trao chuốt, nghe bắt tai, cô đồng này nổi lên như một hiện tượng mạng. Những video cô đồng hương phán lời thánh truyền qua quả cao được mọi người chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt. Nhiều người còn tìm đến cô Đồng Hương không phải bởi vì muốn xem bói mà bởi muốn một lần gặp mặt người phụ nữ này. Cuối năm 2022, anh Trần Thế Xuân cùng mẹ đẻ là bà Vũ Thị Hằng 56 tuổi đến nhà Hương ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xem bói, xem phong thủy và tìm hiểu về những khó khăn gia đình đang gặp phải trong cuộc sống. Tại đây, cô Đồng Hương phán nhà anh Xuân đang bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá, gây vận hạn của gia đình. Hương nói muốn giải quyết, cần phải làm lễ tiến hình, tức là phải có hình nhân thế mạng, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà, cúng bái bát Hương. Hương gợi ý anh Xuân làm lễ di cung hoán số, cầu bán được nhà, cầu bình an với giá 270 triệu đồng. Khi anh Xuân trình bày hoàn cảnh gia đình không lo được số tiền đó, cổ đồng này giảm giá xuống còn 180 triệu đồng, hứa cho anh Xuân làm chủ đài, rồi dặn hôm làm lễ. Nếu có ai hỏi, phải bảo là đóng 300 triệu đồng. Hôm làm lễ anh Xuân cho biết không chỉ có anh mà còn có nhiều gia đình khác. Hỏi ra mới biết mỗi gia đình muốn làm được lễ đều mất số tiền không nhỏ cho cô đồng này. Ngoài ra, cô đồng Trương Hương còn hứa hẹn đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, gia đình anh Xuân sẽ bán được nhà. Nhưng sau khi cúng lễ, chờ đến hết tháng 12 năm 2022, vẫn không bán được nhà. Anh Xuân làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trương Thị Hương gửi lên cơ quan công an. Những người sống xung quanh nhà cô Đồng Hương cho biết ở làng này chẳng ai tới xem bói chỗ cô Hương mà chỉ người ở các địa phương khác tìm tới. Bà Nở, một hàng xóm sống gần nhà cô Đồng cho biết nhiều hôm chúng tôi rất tức, mọi người ra mắng cô Hương không cho hàng xóm ngủ gì, gõ chuông mõ cả đêm. Có lúc xe còn đỗ cả ra đường. Ông Ngô Văn Tuấn, trưởng khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành xác nhận bà Hương từng bị nhắc nhở vì hầu đồng tới một giờ đêm. Đến ngày 22 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 khoản 2 Bộ luật hình sự. Buôn thần bán thánh lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi bất chính là những hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Không biết liệu rằng cô Đồng Hương có khả năng xem vận mệnh cho người khác thật hay không, giờ chỉ có một sự thật, chính cô lại chẳng thể xem được vận mệnh cho chính bản thân mình.